Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Giang Ô Tô Cần Thơ. Và lại là mình đây, mình là Trường Giang, chuyên kinh doanh các dòng xe tải, xe ô tô đã qua sử dụng. Số điện thoại liên hệ của mình là 0939529686. Và để đến video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe tải Fuso đời 2018, tải trọng 3,5 tấn nha anh em. Thùng dài 4m35. Con này thì thùng tiêu chuẩn, thùng hãng, được là cái sàn inox thôi. Mình sẽ quay tổng thể cho anh em xem trước. Thì dòng này là hồi xưa là của Mitsubishi, nhưng mà từ năm 2018 thì đã bán lại cho Thaco Trường Hải, nên cái thương hiệu nó là Fuso, nhưng máy là vẫn là xài máy Mitsubishi nha anh em. Con này thì được hai cái lớp đầu là lớp mới, lớp sau thì còn khoảng 60% thôi. Chassis máy móc thì zin hết, hộp số zin. Đây, mình sẽ quay cho anh em xem. Thùng thì thùng sàn ngay nóc. Mình nha các bạn. Đây chưa có bao nhậu không sếp? Giống như người máy. Con này thì tổng trọng tải nó là dưới 6,5 tấn. Xác xe thì 2,9 tấn. Để em quay cabin nhé. Sẽ quay vào phần cabin cho anh em. Rồi thắt thì lấy nỉ zin. Con này thì trang bị cho mình là cabin máy lạnh. Hộp số thì là vẫn là 6 cấp thôi, của mấy dòng này thì 6 cấp. Cabin máy lạnh. Đầu radio cũng có USB nha anh em. Con này thì chạy được 119.000 km, đúng chuẩn km nha anh em. Con này thì chạy thì hết đăng kiểm rồi, bên mình thì bán là mình sẽ bao đăng kiểm cho anh em nha anh em. Sẽ dỡ cái máy lên cho anh em xem. Đây, máy Mitsubishi. Xe thì mình bao cho anh em là bao zin, không có nông nụng nha anh em. Đây, hai vỏ lốc, hai vỏ đầu là hai vỏ mới. Dùng cái máy luôn rồi.
luôn liền. Bữa nay mới mướn được thợ phụ. Xem xe trực tiếp thương lượng. Địa chỉ của mình này nằm ở số 40 quốc lộ 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Khi đi thì anh em liên hệ cho mình theo số điện thoại 0939529686. Cảm ơn anh em đã xem video. Chúc anh em một ngày làm việc thật là tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.